quý vị và các bạn, là một trong những bộ luật có tác động sâu sắc đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và sự phát triển của xã hội. Luật đất đai trong quá trình thực thi sửa đổi, bổ sung luôn nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Vì thế mà việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo luật đất đai sửa đổi thời gian qua được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, quần chúng và nhân dân, nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của tập thể, cá nhân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong việc hoàn thiện dự án luật quan trọng này. Phản ánh của phóng viên báo Hà Nam Điện tử về vấn đề này tại thành phố Phủ Lý. Dự án đầu tư xây dựng khu sản xuất nông nghiệp tập trung của ông Lê Đức Ân được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận triển khai thực hiện tại thôn 5, xã Phủ Vân, thành phố Phủ Lý, với mục tiêu là tạo ra những sản phẩm rau, hoa, cây cảnh, cung cấp cho người dân, tổ chức trên địa bàn và các khu vực lân cận, đáp ứng yêu cầu thị trường với diện tích 39.636,3 m². Ông Lê Đức Ân là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Du lịch Hoa Cây Cảnh Phủ Vân. Để dự án này được triển khai có hiệu quả, thì việc tích tụ ruộng đất theo quy hoạch dự án cần phải được làm rất tốt. Cho đến giờ, trong tổng số gần 60 hộ dân có đất nông nghiệp thuộc dự án, mới chỉ có gần 40 hộ chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư, còn lại vẫn đang trong quá trình vận động, thuyết phục do những tác động từ giá cả. Để cho cái luật nó đi vào thực tế, thực tiễn tốt hơn, thế thì có hai cái khách nhất là quy hoạch. Phải cụ thể, tức là ta đã quy hoạch thì ít, chúng ta hạn chế thay đổi. Thì gọi là bất khả kháng, thì hãng thay đổi cái quy hoạch. Sau khi đã quy hoạch xong ấy thì cái vấn đề là cái giá, đúng không? Cái giá của từng địa phương, từng địa điểm cụ thể thì được phải được thảo luận công khai, minh bạch, đúng không? Cái đó thì sau khi minh bạch các ý kiến ta cảm thấy chín mùi thì hãng ra luật, đúng không? Hãng sửa đổi, hãng sửa lại, sẵn ra luật, sửa đổi sẵn luật. Thế là cái vấn đề đó tôi thấy là cái hai cái đó là cái ta phải quyết định là cái phương án. Thế còn các vấn đề khác thì chúng ta nó phải lựa theo cái thời thế, cái thời gian, cái từng thời kỳ một chúng ta sửa đổi. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phủ Lý, quá trình triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên mặt trận, các vị ủy viên ủy ban, hội đồng tư vấn, ban tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, ban công tác mặt trận khu dân cư, thông qua các cái hình thức góp ý trực tiếp bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt thường kỳ. Đến ngày 8 tháng 3, toàn thành phố đã có 17 trên 21 đơn vị cấp xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến. 4 trên 21 đơn vị cấp xã tổng hợp kết quả lấy ý kiến của các khu dân cư gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Qua cái thời gian Ủy ban Nhân dân Mặt trận triển khai gửi kế hoạch rồi các cái dự thảo luật về cộng đồng dân cư và cũng tổ chức các cái hội nghị ở trên phường lấy ý kiến thì nhân dân tập trung vào các cái vấn đề nóng hiện nay, tức là liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, rồi là liên quan đến công tác quản lý về đất đai, giá đất, đấy, liên quan đến các cái nội dung nổi cộng hiện nay. Có 5 cái điểm mới, mà 5 cái điểm mới này thì nhân dân thấy là nó rất là phấn khởi, mà nó phù hợp với lại cái điều kiện thực tế, và nó rõ ràng mà nó minh bạch hơn, để cho nhân dân là được biết, được xem, thế và cũng thấy được cái quyền lợi của mình. Và cũng mong mỏi là một số ý kiến của nhân dân tham gia đóng góp vào ấy, để cho nhà nước, chính phủ rồi là nắm bắt một số các cái mong mỏi của nhân dân để sao sửa đổi lại một số các cái điều theo như đã nêu lên trong cái luật đất đai ấy, nó phù hợp để cho nhân dân cũng thoải mái về mặt tinh thần. Qua việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến của nhân dân đóng góp và xây dựng dự thảo luật đất đai thì tôi nhận thấy thứ nhất là nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thứ hai là
nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức về việc góp ý về sửa đổi luật đất đai. Thứ ba là nâng cao kiến thức pháp luật và chấp hành pháp luật của mọi người dân trong quá trình chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Cần thể chế hóa quy định nhằm đảm bảo quyền lợi. Tuy nhiên, đối với đa số những người có ý kiến đóng góp vào dự thảo luật cho rằng việc sửa đổi luật cần tạo thuận lợi cho việc tích tụ dụng đất nông nghiệp, cho phép các doanh nghiệp, các đơn vị công lập, các công ty nông lâm nghiệp được tự chủ thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng đất nông nghiệp để liên doanh, liên kết sản xuất. Việc sửa đổi nhiều quy định trong luật đất đai không chỉ tháo gỡ khó khăn vướng mắc đang tồn tại trong thực tiễn, giảm rủi ro pháp lý cho các cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động, mà còn góp phần khơi thông nguồn lực phát triển, thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm cho người dân. Thì cái cũng mong muốn là cái luật sửa đổi lần này ấy, thì cũng có một cái cơ chế đặc thù để làm sao mà tháo gỡ được cho cái khó khăn của người dân cũng như là cán bộ chính quyền cấp cơ sở để hoàn thiện các tục, tức là cái hòa giải ở cơ sở thì phải tăng lên cái tính, tức là trong sửa đổi ấy thì cũng đã nêu cái vấn đề là cái thương mại hóa, tức là khi tổ chức hội nghị hòa giải ấy, thì ở tại hội nghị ấy, có thể là đưa ra một cái thương mại, tức là định giá luôn để thỏa thuận luôn và hoàn thiện được cái thủ tục hòa giải thành công. Nếu hội nghị hòa giải thành công thì nó sẽ bớt đi cái gánh nặng của các cơ quan chính quyền, các cơ quan pháp luật sau này. Thành phố Phủ Lý đang trong quá trình đô thị hóa nhanh. Đất đai trở thành một nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Quá trình xây dựng và phát triển Phủ Lý, công tác quản lý và sử dụng đất vẫn còn những hạn chế. Một số trường hợp, chính sách, pháp luật về đất đai chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của thực tiễn. Chất lượng quy hoạch chưa cao. Ở một số nơi có tình trạng đất nông nghiệp, đất dự án bị bỏ hoang. Dự thảo luật đất đai sửa đổi năm 2023 với những đổi mới sẽ đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, góp phần phát huy nguồn lực đất đai cho sự phát triển kinh tế xã hội. Vì thế, trong quá trình tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân và dự thảo luật do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức thực hiện đã thu được nhiều ý kiến chất lượng, góp phần hoàn thiện dự thảo luật.